Hello, Vân xin chào cả nhà. Hôm nay mình được đi vừa đi chơi vừa đi làm. Không có cái kinh doanh nào nó tuyệt vời bằng hai vợ chồng cùng làm chung. Trước đây mà mình làm việc chung với ông xã mình tiếng trước tiếng sau là nó gay rồi. Nhưng mà nó tuyệt vời cái là cái kinh doanh này mình có thể đi làm việc bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, mà lúc nào cũng có ông xã mình đồng hành với nhau hết, là một cái hạnh phúc rất là phải nói là tuyệt vời. Nhiều người nói tại sao nhìn thấy cái lifestyle của Vân thấy ai cũng mơ ước hết, đúng không? Mọi người ai cũng có thể làm cho mình có một cái lifestyle của mình, mấy chị ha. Mình là kiến trúc sư vẽ cuộc đời của mình, thì tại sao mình không có vẽ cuộc đời của mình vừa đẹp vừa tuyệt vời giống như cái mơ ước của mình, đúng không? Vân rất là thích cái công việc của Vân làm, là tại vì đi tới đâu cũng có bạn đồng hành. Mình hay nói giỡn mà là thiệt, mình có tài xế, ông xã mình lúc nào cũng chở mình đi đây đi đó, là tài xế cho mình. Ví dụ như Vân có những cái cuộc hẹn hay là những cái party hay những cái vui chơi ở đâu thì cũng có hai vợ chồng cùng đi, đi về sự kiện, đi event, đi bất cứ nơi nào cũng có người đồng hành với mình mấy anh chị, cho nên mình cảm thấy lúc nào cũng có partner, không có cảm thấy cô đơn. Và hơn thế nữa đó là mình thích cái công việc này, là vừa đi chơi vừa enjoy. Mình hay nói cái câu giỡn là ăn chơi nuôi gia đình mấy chị ha, là cái công việc của Vân thích đi giúp người ta ha. Mỗi ngày mở mắt ra thì mình cảm ơn ơn trên đã cho con có sức khỏe để con giúp được rất là nhiều người. Và coi hôm nay là ai là cái người may mắn để mình có thể giúp người ta, giúp người ta có thêm sức khỏe, giúp người ta có thêm sắc đẹp nè, càng ngày càng trẻ hơn, và giúp người ta làm sao kiếm thêm tiền cho gia đình của người ta. Life is so good. Rất là thích với chị ha. Cho nên là tự nhiên bữa nay mình có ngẫu hứng muốn share với mấy chị. Mình đang trên đường đi gặp một vài người bạn. Đi đến đâu mình cũng làm việc được hết. Mình không cần phải đi ra ngoài để làm việc, nhưng mà mình làm việc mọi lúc mọi nơi. Ở nhà mình cũng làm việc được, mình đi chợ mình cũng làm việc được, đi mall mình cũng làm việc được, chỗ nào cũng làm việc được hết. Cho nên rất là thích công việc này, không có một cái sự ràng buộc, không có một cái ông chủ nào có thể bó buộc mình hết. Mình làm chủ bản thân. Và hơn thế nữa đó là thời gian là tự do mình quyết định mấy anh chị ha, tuyệt vời vô cùng luôn. Thì hiện giờ Vân cũng đang tìm những người mà có thể muốn vẽ cuộc đời của mình thêm giống như sung túc hơn, hoặc là tự do hơn, thì Vân cũng có thể giúp mấy anh chị. ok mấy chị, Vân chỉ share chút xíu đó thôi, về cái cảm nhận của Vân trong thời gian qua. Rất là vui, rất là hạnh phúc, và phải nói là mình sống một cuộc đời rất là có ý nghĩa so với trước đây mấy chị. Trước đây thì mình chỉ có thức dậy, mở mắt ra rồi biết đi làm, về nhà lo con cái rồi đi ngủ, cứ ngày nào cũng như ngày đó như vậy, thì mình cảm thấy cái cuộc đời này mình ổn quá, nó hơi waste quá, nó hơi ổn, tại vì mình không có làm được cái gì cho người khác hết, mình không cống hiến được cái gì cho bất cứ ai hết. Có thể là mình giúp được một vài người thôi, nhưng mà xa hơn đó thì mình không có thể làm gì khác được hết. Cho nên là thích công việc này là vừa tạo phước vừa kiếm tiền. Mình đi đến đâu mình cũng có thể kiếm tiền được hết, mình đi đến đâu mình cũng có thể giúp người ta được hết, và mình càng giúp nhiều người thì tự nhiên tiền nhiều nó đến. Tuyệt vời vô cùng. Ok mấy chị, thank you cả nhà, và hẹn gặp mấy chị vào cái video kỳ tới ha. Rồi, cái gì thì contact Vân. Ok, have a good day everyone. Thank you.